Welcome to Break Time Show. Ừ, anh test với Tuyền đây. Tuyền test hơi tây. Hơi tây. Hello. Hello, chào buổi sáng nha. Dạ vâng. Buổi sáng này. Thank you. Chào mừng. Vâng. Chị đỡ quá. Anh chu đáo quá. Chà, nó tỉnh táo hơn buổi sáng. Có ta thì ngày xưa bố mẹ em dạy anh là mẹ đang và... Thức em biết là gì rồi? Em không cần ai hết, em chỉ cần mẹ thôi là đủ. Đấy, anh sợ ra gà. Ừ, anh đây là sợ ra gà thật luôn. Úi trời ơi, câu hỏi này căng thẳng quá này. Nguyễn Hà biết ra rõ nhá, có phải hiện nay Đức Cọt đang yêu cô giáo mầm non cùng quê phải không? Thật sự thì